Quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội. Thưa quý vị, tối 29 tháng 1, Hà Nội ghi nhận 2806 ca mắc mới. Các quận ghi nhận nhiều ca mắc nhất là Hoàng Mai, Đống Đa, Gia Lâm, Nam Từ Liêm và Trường Mỹ đều vượt mức 140 ca một ngày. Từ 18 giờ ngày 28 tháng 1 đến 18 giờ ngày 29 tháng 1, Hà Nội đã ghi nhận 2806 ca bệnh và có 27 ca tử vong. Đây cũng là địa phương có số ca nhiễm và tử vong trong ngày nhiều nhất cả nước. Bệnh nhân phân bố tại 429 xã Phường Thị Trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 152 ca, Đống Đa 150 ca, Gia Lâm 148 ca, Nam Từ Liêm 147 ca, Trương Mỹ 145 ca. Số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 tới nay là 129.017 ca. Trước đó, ngày 28 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hiện có 517 xã phường thị trấn ở cấp độ 1, 49 xã phường thị trấn ở cấp độ 2, 13 xã phường ở cấp độ 3 và không có địa bàn nào ở cấp độ 4. 13 xã phường được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ 3 phân bố theo các quận huyện. Cụ thể, quận Ba Đình có Thành Công, Trường Mỹ có Đông Phương Yên và Hữu Văn, Đan Phượng có Hạ Mỗ, Đống Đa có Phương Liên, Quốc Tử Giám, Gia Lâm có Phú Thị, Hoàn Kiếm có Đồng Xuân, Phúc Tân, Nam Từ Liêm có Phú Đô, Thanh Trì có Tân Triều, Thanh Xuân có Kim Giang và Thường Tín có Liên Phượng tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 1 đến 16 giờ ngày 29 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.150 ca nhiễm mới, trong đó có 50 ca nhập cảnh và 15.100 ca ghi nhận trong nước, tăng 208 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 10.187 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau. Hà Nội 2.806 ca,

Quảng Ngãi 62 ca, Cao Bằng 61 ca, Trà Vinh 59 ca, Bình Thuận 56 ca, Đồng Tháp 54 ca, Long An 44 ca, An Giang 37 ca, Bạc Liêu 35 ca, Lai Châu 32 ca, Hậu Giang 31 ca, Ninh Thuận 30 ca, Cần Thơ 29 ca, Đồng Nai 27 ca, Bình Dương 24 ca, Sóc Trăng 18 ca, Tiền Giang 6 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Quảng Ngãi giảm 279 ca, Quảng Ninh giảm 133 ca và Hà Nội giảm 79 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk tăng 270 ca, Thái Nguyên tăng 171 ca, Thanh Hóa tăng 150 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.213 ca một ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, tại thành phố Hồ Chí Minh 92 ca, Quảng Nam 27 ca, Hà Nội 14 ca, Khánh Hòa 11 ca, Đà Nẵng 8 ca, Kiên Giang 4 ca, Quảng Ninh, Thanh Hóa mỗi nơi 2 ca, Hải Dương, Hải Phòng, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng mỗi nơi 1 ca. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2 triệu 233.287 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 22.628 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước 2.226.343 ca, trong đó có 1.959.780 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 513.578 ca, Bình Dương 292.823 ca, Hà Nội 125.866 ca, Đồng Nai 99.859 ca, Tây Ninh 87.962 ca. Về tình hình điều trị, số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trang cdc.kcb.vn. Số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 12.353 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 1.962.597 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3869 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2650 ca, thở oxy dòng cao HFNC 551 ca, thở máy không xâm lấn 144 ca, thở máy xâm lấn 505 ca, ECMO 19 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 ghi nhận 115 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 5 ca, trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến như Tây Ninh 1 ca, Trà Vinh 1 ca và Đồng Tháp 1 ca. Tại các tỉnh thành phố khác, Hà Nội 27 ca, Kiên Giang 11 ca trong 2 ngày, Cần Thơ 8 ca, Tiền Giang 7 ca, Đồng Tháp 6 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 5 ca, Hải Phòng, An Giang, Sóc Trăng, Bắc Ninh 4 ca, Khánh Hòa, Đà Nẵng 3 ca, Nam Định, Bình Thuận, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Lào Cai 2 ca. Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Hải Dương, Hà Giang, Yên Bái, Lâm Đồng, Bình Phước, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, mỗi nơi 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 136 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.547 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 của ASEAN. Về tình hình xét nghiệm Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.160.720 mẫu, tương đương 77.143.753 lượt người, tăng 55.881 mẫu so với ngày trước đó. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28 tháng 1 có 506.532 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 180.876.701 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.041.734 liều, tiêm mũi 2 là 74.099.772 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc và tiêm mũi 3 liều cơ bản là 27.735.195 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày ngày 28 tháng 1 năm 2022, Bộ Y tế ban hành công văn số 508 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, Bộ Y tế có công văn số 510 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy và học trực tiếp. Cũng trong ngày 28 tháng 1 năm 2022, Bộ Y tế ban hành quyết định số 250 về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.